Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, gặp thời đổi vận, tài lộc nở hoa, tình tiền viên mãn, giàu sang phú quý tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Đón Tết hốt hết lộc trời, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, được lộc bề trên, may mắn ngập trời, trúng số liên tiếp, đón Tết 2025 giàu có hơn người, tiền vàng nhét chật két. Thần tài lộc ghé nẻo đường, đường dài thịnh phát khí vượng thênh thang, hai tay dâng hưởng giàu sang, chấm thêm điểm sáng an khang nơi này, chẳng còn vất vả nơi đây, không cần chờ đợi lộc bay khắp nhà. Vâng, thưa quý cô bác anh chị tuổi Giáp Dần thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc. Vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Giáp Dần sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Giáp Dần hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Giáp Dần phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng cô bác anh chị tuổi Giáp Dần đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Giáp Dần không được dễ dàng làm mấy. Giáp Dần thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Giáp Dần hãy luôn cảm thấy biết ơn ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Giáp Dần những điều bất như ý cô bác anh chị nhé, vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ. Bản mệnh Giáp Dần hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Giáp Dần đang có, dù thuận lợi hay khó khăn cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời. Bởi vì dù muốn hay không muốn nó vẫn xảy đến với cuộc đời Giáp Dần, vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp cô bác anh chị Giáp Dần nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, cô bác anh chị dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui. Trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10, nếu tâm của Giáp Dần thay đổi thì thái độ của Giáp Dần cũng sẽ thay đổi theo. Thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi, và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Giáp Dần sẽ thay đổi. Tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Giáp Dần chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Người tuổi Dần tượng trưng cho sự uy quyền và tính liều lĩnh, thích mạo hiểm, thích làm những việc động trời để khiến mọi người phải chú ý tới. Người tuổi Dần có tính tập trung cao, khi họ đã làm việc gì thì quên hết mọi thứ xung quanh và luôn đem hết tất cả sức lực và tinh thần mà hành sự. Thông minh, có tầm nhìn xa rộng, những chú hổ học hỏi rất nhanh, có thể nắm bắt mọi thứ trong chớp mắt, họ có thể dễ dàng chuyển từ công việc này sang công việc khác cùng lúc. Trong suốt cuộc đời mình, người tuổi Giáp Dần đổi việc rất nhiều, họ thấy vui vẻ trong những vai trò khác nhau và làm tốt nhất khi phải gánh trách nhiệm trên vai. Quyết đoán và dũng cảm, người tuổi Dần chẳng bao giờ lùi bước trước thử thách, nơi đâu có hiểm nguy khó vượt, hổ sẽ lao vào, khi người khác chùn chân, tìm lối khác, hổ cũng vượt lên trên đường đầu, và khi không ai dám bảo vệ kẻ yếu, những người bị áp bức, chà đạp, bị chối bỏ, hổ với lòng quả cảm, không hề e dè hay sợ sệt, sẽ cầm chắc tay kiếm lao vào kẻ địch, mang đầy tính nhân ái, hổ dù mạnh mẽ nhưng trái tim luôn nồng cháy, cởi mở và chân thành. Theo tử vi Trung Hoa, có một người tuổi Dần trong nhà, gia đình bạn sẽ rất an toàn vì sẽ không xảy ra hỏa hoạn, trộm cắp vào ban đêm. Những ai sinh vào năm Dần đều luôn đấu tranh cho quyền lợi của mình và những người mà họ yêu thương, họ là những người khó đoán và chưa bao giờ được đánh giá một cách đúng mức cả. Họ thích nghi nhanh và luôn là người dẫn đầu trong mọi cuộc chơi, đó là những người thẳng thắn, trung thực, công bằng, luôn thể hiện những mặt tốt đẹp của mình với những ai quen biết họ. Tôn trọng truyền thống là một trong những nét tính cách đặc trưng của người tuổi Dần, những ai thuộc cung Dần luôn tìm kiếm trải nghiệm những gì mới lạ, họ có xu hướng khác biệt với đám đông và thích thiết kế nội thất trong nhà theo ý tưởng độc đáo.
khiến người khác không thể bắt chước được. Khi một ai đó làm trái ý hay gây hại cho người tuổi Dần, thì người đó hãy cẩn thận, bởi người tuổi Dần có tính thù dai, lòng oán hận có thể khiến họ làm bất cứ việc gì, dùng bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Cuộc đời thời người tuổi Dần khá thăng trầm, khi lên voi lúc xuống chó, bởi lúc nào họ cũng thấy bất mãn, không vừa ý với chính mình. Hổ ở phương Đông là tượng trưng cho quyền lực, nhiệt tình và mạnh bạo. Anh ta là một nhân vật ưa kết bạn, thu hút sự chú ý của mọi người và rất khó nắm bắt. Anh ta được mọi người kính trọng, khiến mọi người sợ sệt như cọp vậy. Anh ta có thể giúp gia đình tránh được nhiều nạn lớn nếu bạn đã quen với tính cách mạnh mẽ của anh ta. Với sức sống sôi nổi, sự thu hút, nhờ thái độ lạc quan trước cuộc đời, anh ta sẽ khơi gợi những tình cảm trong lòng mọi người, khiến họ chẳng thể nào lạnh nhạt, cô đơn. Nói tóm lại, người tuổi Dần đầy sức thu hút sẽ trở thành trung tâm chú ý của mọi người, do anh ta sinh ra đã có tố chất không hề biết mệt mỏi và hơi lỗ mãng, nên thường hành động rất nhanh. Anh ta là người đa nghi hay dao động nên dễ đưa ra những quyết định vội vàng. Anh ta rất khó tin tưởng người khác và không bao giờ chịu để ấm ức giấu trong lòng. Đồng thời anh ta lại là một người thành thật, giàu tình cảm và khẳng khái, hơn nữa còn có khiếu hài hước tuyệt vời. Người tuổi Giáp Dần rất nhân từ, anh ta yêu trẻ, động vật hay những thứ có thể khơi gợi trí tưởng tượng và sự chú ý. Hễ anh ta bị cuốn vào một chuyện nào đó, liền quên hết thảy. Anh ta làm việc bao giờ cũng một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý. Bạn cứ tin chắc rằng anh ta sẽ vận dụng 100% khả năng, có khi còn hơn thế để làm việc. Người tuổi Giáp Dần có đời sống tình cảm rất phong phú, nên thời trẻ khá phóng túng. Một số người sau này cũng sẽ thay đổi. Điều này có lẽ vì ngoài tính ham vui, anh ta còn là người thực tế. Không ngại hiểm nguy, anh ta tỏ ra khinh thường những chuyện mình không tán đồng, chế giễu và mỉa mai cái xã hội bị quan niệm truyền thống bó buộc chân tay. Anh ta luôn muốn thể hiện bản thân. Điều này hình thành nên tính cách của anh ta. Nếu gặp được cơ hội tạo phản hoặc khiêu chiến với các phương thức truyền thống, anh ta sẵn sàng dồn toàn lực lượng tham gia. Nếu nói rằng đây là khuyết điểm, lẽ nào bạn sẽ bớt yêu mến anh ta chăng? Không, có đến 8-9 phần 10 người sẽ khen ngợi điều đó. Có lẽ chúng ta cũng không tán đồng với sự thô bạo của anh ta và giật mình lo sợ trước những hành động điên rồ táo tợn của anh ta. Nhưng chúng ta sẽ không quên cầu nguyện cho anh ta, coi thành công của anh ta cũng giống như của chính chúng ta. Khi người tuổi Dần đau buồn, anh ta cần sự cảm thông thực sự, chớ nên suy đoán ai đúng, ai sai, theo tình theo lý. Khi an ủi, anh ta cần phải nhỏ nhẹ. Nếu sự việc chuyển biến tốt, anh ta sẽ báo đáp bạn gấp bội. Anh ta sẽ lắng nghe những lời nói đầy lý trí của bạn và sẽ nhớ như in từng câu từng chữ khuyên nhủ thiện ý. Nhưng đó không có nghĩa là anh ta sẽ tiếp nhận lời khuyên. Hai việc đó hoàn toàn khác nhau. Họ rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Nhưng một khi danh dự, lòng tự trọng bị xúc phạm, thì tuổi Dần sẽ căm ghét, ôm lòng thù hận người đó. Họ không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân. Bởi vậy mà người này luôn cố gắng, phấn đấu, chăm chỉ làm việc. Bạn sẽ thấy thời gian rảnh rỗi của họ là rất hiếm. Tuổi Dần vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm họ lại là những người sống giàu tình cảm. Họ thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối lợi dụng ai. Giữa đám đông tuổi Hổ năng động, nhiệt tình, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, dường như những người này luôn lạc quan, yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống. Tuổi Dần yêu thích không gian trong lành, yên bình, rộng mở của thiên nhiên. Thời còn trẻ, những người này thường có những chuyến du lịch xa để khám phá, trải nghiệm điều mới mẻ trong cuộc sống. Họ lạc quan yêu đời như những đứa trẻ, lúc nào cũng cười nói, hồn nhiên, không bao giờ cảm thấy cô đơn buồn tủi. Khi mới trưởng thành, tuổi Dần sẽ gặp phải nhiều khó khăn, gian khổ trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu kiên trì quyết tâm vượt qua, họ sẽ đạt được quyền lực, địa vị cao trong xã hội. Muốn vượt qua được khó khăn, người này cần phải bình tĩnh, suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định và lắng nghe lời khuyên của mọi người. Những công việc càng thử thách, nguy hiểm, càng hấp dẫn được người tuổi Dần. Họ muốn chinh phục vinh quang bằng cách làm những việc không ai có thể thành công. Tuổi Dần phù hợp với những công việc, tổ chức, quản lý người khác. Họ luôn biết cách sắp xếp công việc khoa học, hợp lý, đem lại hiệu quả cao. Cả cuộc đời họ tâm huyết chăm chỉ làm việc không ngừng nghỉ, hướng tới cuộc sống xa hoa, uy quyền. Người khác sẽ thấy những người tuổi Dần giống như một cỗ máy, không bao giờ mệt mỏi với công việc. Thực ra tuổi Dần cũng có lúc mệt mỏi, áp lực, nhưng sở thích và đam mê là nguồn động lực để họ tiếp tục làm việc, vươn lên phát triển bản thân. Đối với tuổi Dần, thứ quan trọng nhất không phải là tiền bạc. Họ cố gắng phấn đấu để đạt được một địa vị trong xã hội, được mọi người tôn trọng và kính nể. Họ sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho người thân hay những người gặp khó khăn mà không hề do dự. Tuổi Dần có con mắt nhìn xa trông rộng, họ nhìn nhận được đâu là cơ hội dành cho mình. Bởi vậy,
Những người này sẽ luôn đưa ra những quyết định chính xác, đúng thời cơ. Họ là những người khá quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, không bao giờ tin vào số phận hay may mắn. Dù có khó khăn gặp phải thất bại, tuổi Dần cũng sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần chiến đấu. Không bao giờ chịu đầu hàng trước thử thách, tuổi Dần có những kiến thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực nhờ vào tài năng lãnh đạo, tổ chức của mình. Mà những người này đạt được nhiều vị trí quan trọng được mọi người tin tưởng, yêu quý, tuổi Dần khiến người khác khâm phục mình bởi sự tập trung, sáng tạo trong công việc. Người tuổi Dần luôn chiếm thế thượng phong và không ngừng tỏa sáng, cho dù họ hoạt động ở bất kỳ lĩnh vực nào, kinh tế, tài chính, chính trị hay văn hóa nghệ thuật, người tuổi này luôn sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách, khó khăn, vì vậy mà họ luôn tất bật hơn người khác. Những công việc lãnh đạo, quản lý như làm chủ công ty, nhà chính trị, cảnh sát hoàn toàn có thể phù hợp với họ. Một trong những ưu điểm của người tuổi Dần trong công việc là tính chủ động, sáng tạo. Họ luôn có những phương án sáng suốt để tháo gỡ các tình huống phức tạp, mang lại hiệu quả tốt hơn trong công việc. Khi làm việc với những người tuổi này, bạn nên ưu ái cho họ một không gian riêng tư, thoáng đãng. Có vậy họ sẽ phát huy tối đa sở trường của mình, mang lại hiệu quả cao trong công việc. Ngược lại, nếu làm việc ở môi trường chật hẹp, họ sẽ cảm thấy bức bối, khó chịu, ảnh hưởng tới chất lượng và tiến độ công việc. Tổng quan tử vi năm 2025 âm lịch của người tuổi Giáp Dần 1974. Tuổi Giáp Dần sinh từ ngày 23 tháng 1 năm 1974 đến ngày 10 tháng 2 năm 1975, thuộc mệnh Thủy, Đại Khe Thủy, tức nước khe lớn, thiên can Giáp kết hợp với địa chi Dần, mang ý nghĩa lập định chi hổ, tức hổ tự lập. Mệnh Thủy của tuổi tương khắc với mệnh Hỏa của năm 2025, thiên can Giáp, bình hòa với can Ất, địa chi Dần tứ hình xung với địa chi Tỵ. Tổng quan về năm Ất Tỵ của bản mệnh, Giáp Dần gói gọn trong 4 chữ, trong nguy có cơ, Giáp Dần duy trì ổn định công việc và tình hình tài chính trong năm 2025. Là người có nhiều kinh nghiệm, vốn hiểu biết sâu sắc, bản mệnh được tín nhiệm giao phó các nhiệm vụ quan trọng. Nếu hoàn thành tốt, nam nữ tuổi Giáp Dần sẽ gặt hái được thành tựu xứng đáng. Sinh năm 1974 là người giữ chữ tín nên luôn được mọi người xung quanh kính trọng, mối quan hệ xây dựng dựa trên niềm tin. Sẽ bảo vệ bản mệnh khỏi những lời tai tiếng bên ngoài, có được những người bạn thật lòng, tốt bụng. 1. Sao chiếu mệnh. Năm 2025, nam mạng tuổi Giáp Dần gặp sao Kế Đô chiếu mệnh. Trong hệ thống sao Cửu Diệu, Kế Đô là hung tinh, chủ về những thị phi, buồn rầu. Sao Kế Đô sẽ gây khó khăn đối với nữ mạng nhiều hơn. Còn nam giới ít bị ảnh hưởng, chỉ cần bản mệnh biết kiểm soát bản thân chặt chẽ, không tham lam vật chất, không làm chuyện sai trái, không phát ngôn bừa bãi, thì sẽ tránh được điều thị phi. Đối với nữ mạng, năm 2025 nữ mạng tuổi Giáp Dần có sao Thái Dương chiếu mệnh. Trong hệ thống sao Cửu Diệu, Thái Dương là một trong ba sao tốt chủ về an khang, thịnh vượng, phúc lộc vẹn toàn. Bản mệnh được sau này chiếu sẽ gặp nhiều may mắn, cát lợi và vượng khí. Sao này sẽ tạo thuận lợi cho những người tuổi Giáp Dần làm ăn buôn bán, giúp kinh doanh phát đạt và tạo dựng được danh tiếng tốt. Nếu biết chia sẻ, bao dung trong gia đình, thì nữ mệnh sẽ được chồng con lo toan, hỗ trợ cho mọi việc, dễ có sức khỏe, dồi dào. Cổ nhân xưa có câu, đất lành át dành cho người lương thiện. Vì vậy, để được sao Thái Dương soi sáng, bản mệnh cần làm ăn ngay chính, lương thiện, không làm việc xấu, làm việc thiện từ tâm, yêu thương giúp đỡ người khác mà không đòi hỏi, nề hà thì cuộc sống sẽ có nhiều may mắn và đạt được thành công. 2. Vận hạn. Nam mạng tuổi Giáp Dần trong năm Ất Tỵ này gặp hạn địa võng, vận hạn này chủ về thị phi, tai tiếng, mâu thuẫn trong quan hệ. Vì thế mệnh chủ nên tập trung năng lượng vào công việc và gia đình, không để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng. Gặp vận hạn này thì nam mạng tuổi Sửu 1974 nên tránh xa lối sống nhàn rỗi phóng túng. Chỉ có nỗ lực làm việc mới tạo ra của cải vật chất, cải thiện được cuộc sống, mang may mắn đến cho mình và người bên cạnh. Với nữ mạng tuổi Giáp Dần trong năm Ất Tỵ này gặp hạn địa võng là vận hạn chủ về thị phi, tai tiếng, mâu thuẫn quan hệ. Vì vậy để không vướng vào tranh chấp, thị phi thì mệnh chủ hãy tránh xa những cảm xúc tiêu cực, học cách cảm thông, vị tha và yêu thương nhiều hơn. Chỉ cần sống ngay thẳng, không hơn thua với người khác, không ghen ghét đố kỵ ai thì mọi điều tiêu cực đều sẽ được hóa giải. Duy trì nguồn năng lượng tích cực nhất, nữ Giáp Dần sẽ hấp dẫn những điều tốt đẹp đến với mình. 3. Vận niên. Vận niên của nam và nữ mạng Giáp Dần trong năm 2025 là khuyển cuồng phong, nghĩa là chó gặp gió dữ. Năm có vận niên này thì sức khỏe và tài lộc cần chú ý cẩn thận hơn. Gặp vận niên này, Giáp Dần nên hạn chế nóng giận, làm gì cũng phải cẩn trọng, không nên vội vàng, hấp tấp,
Khi xuất hành đường xa cũng cần chú ý đến sự an toàn của bản thân, không sử dụng chất kích thích, rượu bia. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Dần 1974 năm 2025 âm lịch. Xem tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng, ngay đầu năm 2025 âm lịch nguyệt mệnh quan đới cho thấy, sự độc lập nhất định mà Giáp Dần tự xây dựng cho mình lúc này bắt đầu mang lại hiệu quả, nhất là những ai đang làm lĩnh vực liên quan đến sáng tạo. Thời gian này những ai đang tìm việc muốn tìm những công việc có mức độ tự do cao. Tuy nhiên, trong một số tình huống bạn cần thích nghi hơn là cố tỏ ra mình luôn có thể thay đổi tình hình. Chính tài ghé thăm mang lại tin vui liên quan tới tài chính mà bạn mong đợi bao lâu nay, thu nhập đang có dấu hiệu đi lên, bạn có thể thu được một khoản tiền lời đáng kể từ việc đầu tư. Thái dương cát tinh phù trợ cho nhân duyên của bản mệnh thêm phần hanh thông, thuận lợi, người đang yêu sẽ rất sẵn lòng gắn bó và dựa dẫm vào nửa kia nhiều hơn. Không còn ham chơi nữa, bạn cố gắng là làm điều gì đó để gây bất ngờ cho người thương trong thời gian tới, nhờ thế mà làm mới tình cảm bấy lâu. Tuy nhiên một số người cũng đừng hết lòng quá kẻo bạn dễ bị rơi vào tình trạng u mê, vướng mắc, tình cảm không đạt được mong muốn. Xét về phương diện sự nghiệp, tuổi Giáp Dần 1974, năm 2025 âm lịch. Đầu năm mới sẽ mang đến cho con giáp tuổi Giáp Dần động lực để hệ thống hóa lại quy trình làm việc của mình. Hãy cố gắng để bản thân có thể làm việc hiệu quả và ít bị phân tâm hơn, bạn đã và đang trên đà phát triển của chính mình. Tuy nhiên, để có thể tạo được những bứt phá lớn trong sự nghiệp, thì đây là thời điểm bạn nên loại bỏ bớt những thói quen tiêu cực, cũng như những niềm tin đang khiến bạn tự giới hạn bản thân. Ngay đầu năm mới cũng là lúc bạn có thể kết nối, mở rộng mối quan hệ với những người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực của mình. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở con giáp tuổi Sửu cũng nên biết lường sức, giỏi không có nghĩa là làm tất cả. Nếu khối lượng công việc đang vượt ngoài khả năng, thì bạn hãy cân nhắc đến việc tìm sự trợ giúp từ bên ngoài nhé. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Giáp Dần 1974 năm 2025 âm lịch. Tử vi tuổi Giáp Dần 1974, đầu năm 2025 âm lịch có ngũ hoàng nhập phương chính Bắc, mệnh chủ có điềm báo đi xa, chủ yếu là vì công việc. Song lần này bạn sẽ gặt hái được khá nhiều thành quả ngoài mong đợi. Vì thế hãy luôn giữ tâm thế chủ động cho mọi việc. Người làm công ăn lương hãy cứ chăm chỉ, nỗ lực, vừa là để học hỏi, vừa gia tăng thêm thu nhập ngoài lương cứng cho bạn. Nhìn chung cuộc sống của bạn lúc này đã thoải mái hơn. Không phải lo nghĩ quá nhiều về việc chi tiêu, mua sắm như trước nữa. Có thể là nhiều người tuổi Giáp Dần nhận được một khoản thưởng hậu hĩnh, hoặc có quà từ người thân đi xa trở về. Nhìn chung lúc này là thời điểm khá rực rỡ về khía cạnh tài chính của bản mệnh. Xét về phương diện sức khỏe tuổi Giáp Dần 1974 năm 2025 âm lịch. Ở độ tuổi 52, anh chị tuổi Giáp Dần hiểu rằng, sức khỏe là vốn quý nhất của con người, có sức khỏe tốt thì cuộc sống mới được an lạc, hạnh phúc. Bởi vậy mệnh chủ nên đầu tư nhiều hơn cho sức khỏe của mình bằng cách sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên. Ngoài ra, hãy chú ý tới việc nâng cao chất lượng giấc ngủ, giữ tinh thần lạc quan, thay đổi thói quen ăn uống, tiếp nhận thực phẩm giàu dinh dưỡng, lành mạnh vào cơ thể, đồng thời chủ động khám sức khỏe định kỳ để phòng tránh bệnh và xử lý kịp thời. Quý vị thân mến, để năm 2025 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt cát tính của sao tốt và cách giải hạn trong năm để cô bác anh chị có một năm mới bình an may mắn. Đối với nam mạng Giáp Dần, cách hóa giải sao kế đô theo phong thủy. Đồ phong thủy, sao kế đô là sao thuộc hành thổ. Muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế. Do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, xám, y. Có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Việc dâng sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. Cách hóa giải hạn địa võng năm 2024. Về làm ăn, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch. Nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương thân. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra. Luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Tinh thần hướng thiện, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật mong gia đạo được bình an,
sức khỏe dồi dào. Cảnh báo, đương số không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Đồng thời không nên cho người lạ vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Đối với nữ mạng Giáp Dần, cách làm tăng cát tính của sao Thái Dương trong năm 2024. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng, bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn. Đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác chấp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy, tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Cách hóa giải hạn địa võng năm 2024. Về làm ăn, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch, nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng, đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương thân. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra, luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau. Đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách, dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Tinh thần hướng thiện, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại, thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Cảnh báo, đương số không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Đồng thời không nên cho người lạ vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm, chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Vâng, thưa quý cô bác anh chị, tục chọn người hợp tuổi xông nhà đầu năm là một nghi lễ truyền thống lâu đời của người Việt, còn giữ vẹn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Việc lựa chọn người hợp tuổi đến xông nhà đầu năm sẽ đem đến cho gia chủ nhiều tiền tài, thịnh vượng suốt một năm đó. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Giáp Dần. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Giáp Dần trong năm Ất Tỵ 2025 là Bính Tuất 2006, tốt, Bính Tuất 1946, tốt, Bính Thìn 1976, tốt, Đinh Mão 1987, tốt, Bính Ngọ 1966, tốt, Đinh Mão 1927, tốt, Đinh Dậu 2017, khá, Đinh Sửu 1997, khá, Đinh Tỵ 1977, khá, Đinh Mùi 1967, khá. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Giáp Dần trong năm Ất Tỵ 2025 là Tân Hợi 1971, không tốt, Tân Tỵ 1941, không tốt, Tân Tỵ 2001, không tốt, Nhâm Thân 1932, không tốt, Nhâm Thân 1992, không tốt, Canh Thìn 1940, không tốt, Kỷ Hợi 1959, không tốt, Mậu Thân 1968, không tốt, Canh Thân 1980, không tốt, Canh Thìn 2000, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ Hoàng Đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Quý vị thân mến, sống quá tham lam thì mọi chuyện đều mệt mỏi, đòi hỏi quá nhiều thì cuộc sống trở nên khổ cực hơn, tâm lý đó sẽ khiến cho nhiều chuyện trong cuộc sống không thuận lợi. Con đường đi về phía trước ngày càng nhỏ hẹp, giữa vòng xoáy vật chất, mọi người dần quên mất rằng hạnh phúc thực sự chưa bao giờ phụ thuộc vào việc bạn giàu có ra sao. Hạnh phúc luôn nằm ở sự bình yên và giàu có từ trong tâm hồn, do đó, cần phải học được cách buông bỏ dần những điều không quan trọng. Đặc biệt, khi đến gần tuổi trung niên, chúng ta có 3 việc nhất định phải từ bỏ càng sớm càng tốt để cuộc sống yên ổn hơn. 1. Cố chấp theo đuổi danh lợi. Thời tuổi trẻ, có ai mà không phấn đấu vì danh lợi,
nhưng nếu đó là thứ mà thuộc về ta thì không ai có thể cướp nó đi được. Còn nếu nó vốn không thuộc về ta, thì có cố để giành lấy cũng không thể giữ được. Công danh lợi lộc hay vinh hoa phú quý đều là vật ngoài thân, không thể mang theo đến cuối đời. Vì thế chúng ta không cần phải vì tranh giành cao thấp thắng thua mà liều mình đi tranh quyền đoạt lợi. Thay vì dùng cả cuộc đời để theo đuổi những điều phù phiếm, chi bằng hãy trân trọng những gì ta đang có. Dù sao cuộc sống càng đơn giản mới càng vui vẻ hạnh phúc. Đôi khi ít ham muốn sẽ giúp cuộc sống của chúng ta trọn vẹn hơn. Học cách biết đủ, biết thỏa mãn với hiện tại sẽ đem tới phúc khí. Nếu có thể tự mình bình tâm, để tâm hồn được an yên, thì danh lợi sẽ không còn quan trọng nữa. Con người có thể sống những ngày thiết thực mới là quan trọng nhất. Cuộc đời vốn đầy rẫy những cạm bẫy, mà tham lam lại là một cái bẫy chết người, nếu con người không thể sống an yên. Trong tâm lúc nào cũng có quá nhiều ham muốn, thì họ sẽ luôn bị giày vò để đi tìm cách đạt được những điều đó. Quá trình đó sẽ khiến chúng ta sống trong sự đau khổ không hồi kết, rất có thể phải đánh đổi cả tự do và mạng sống. Bi kịch lớn nhất của đời người nằm ở chỗ dùng sinh mệnh ngắn ngủi để đuổi theo những ham muốn vô hạn, đợi đến khi chúng ta đã đánh mất rất nhiều thứ quý giá, sau đó mới nhận ra, bản thân vẫn không thể có được niềm vui thực sự. Đừng nên vì quá nhiều ham muốn, quá tham lam mà khiến bản thân bị lạc đường. 2. Tâm lý so sánh. Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, không phải tự nhiên mà người ta thường nói, mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Có những người luôn dõi theo người khác, ngưỡng mộ những gì người khác đang có, rồi tự ti về bản thân, điều đó khiến mọi người bỏ qua giá trị của chính mình. Âm thầm nuôi dưỡng lòng đố kỵ với những thứ xung quanh, tâm lý méo mó dần dần sẽ tiêu cực hóa mọi suy nghĩ và hành động của người đó, khiến cuộc sống của họ lúc nào cũng ngập trong sự bi quan. Thực tế, mỗi người đều có cách sống và giá trị của riêng mình, chúng ta cũng chẳng bao giờ có thể so sánh hết mọi thứ, do đó không nhất thiết phải đem bản thân ra so sánh hơn thua với kẻ khác, rồi lại đố kỵ với những gì người khác có, càng không nên quá cưỡng cầu với những gì bản thân thiếu sót, giảm bớt so sánh, nỗ lực cố gắng nhiều hơn, cuộc đời của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Trong cuộc sống bạn chỉ cần là chính mình là được, hạnh phúc của người khác chưa chắc đã phù hợp với chúng ta, khi còn trẻ ít người có thể nhận thức được điều này. Nhưng nếu con người đến gần tuổi trung niên, họ phải từ bỏ thói quen so sánh càng sớm càng tốt, cũng đừng nên động một chút là so sánh điều kiện vật chất, so sánh thành tích học tập của con cái với người khác, so sánh hôn nhân của mình với người ta, từ bỏ tâm lý ganh đua, sẽ giúp chúng ta có thể khiêm tốn làm người, làm những việc thiết thực khiến cho bản thân. Như vậy, tuổi trung niên mới trôi qua trong sự tốt đẹp, mọi người có thể hưởng thụ cuộc sống từng ngày, như vậy mới là hạnh phúc thực sự. 3. Không nói những điều không nên nói. Càng tới gần tuổi trung niên, mọi người càng nên duy trì kỷ luật, bắt đầu từ việc quản lý mồm miệng. Đó không chỉ là quản lý những gì ăn vào, mà còn cả những điều nói ra. Vì chúng ta chỉ mất 2 năm học nói, nhưng mất cả đời học cách im lặng, cho nên hãy để giá trị của mỗi lời nói ra càng trở nên quý giá hơn. Muốn như vậy, đầu tiên đừng nói xấu người khác. Một bài học làm người cần ghi nhớ đó là học tôn trọng người khác, biết rõ người khác nhưng không cần nói hết tật xấu của họ, không chê bai họ. Vì khi càng trưởng thành, càng nên học cách thận trọng trong lời nói và hành động để tránh rước phiền phức về cho bản thân. Thay vì khắt khe với người khác, chúng ta chỉ nên khắt khe với bản thân mình. Đồng thời, đừng nói lời phàn nàn, đây là việc làm hoàn toàn vô ích, vì phàn nàn cả năm không bằng làm việc chăm chỉ trong một ngày. Thay vào đó, hãy chủ động tìm cách thay đổi tất cả những gì không hài lòng. Nếu làm được những điều trên, con đường đến tuổi trung niên của mọi người sẽ thêm thuận lợi và thênh thang, ngày càng tích được nhiều phúc đức trong cuộc sống. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.